Alo cả nhà ơi, hôm nay sau cái thành quả muốn chia sẻ với các bạn món tôm chiên xù ở cái bột tôm chiên với cái bột panko đấy nhá, ở nhà panko men đấy, bột này của Nhật hay là Hàn Quốc gì đó, như mình đang làm đây là cái bột của Nhật, rất rất là ok. Cái bột này thì trong siêu thị là bán rất nhiều, và bên châu Âu này hay bên Mỹ thì chắc là trong tiệm cửa hàng châu Á đều là bán nhiều cả. Ở đây hôm nay muốn chia sẻ với các bạn là món tôm chiên xù này sau khi đấy, và ăn với lại cái món chicken rô giờ này cả nhà. Ở đây muốn chia sẻ với các bạn đây này, ăn rất là ngon cả nhà ơi. Giòn ngon, tôm ở trong đây cả nhà này, nhìn thấy thịt tôm này. Mình làm cái này thì ăn thì rất là nó ngon và thực tế hơn, thật hơn là cái tôm đi mua rất là nhiều. Tôm mua là người ta làm tôm không to, tôm như thế này đâu. Mình làm lên thế này thì ăn thật thì nó ngọt lắm. Ok, một lần nữa là cảm ơn các bạn hãy theo dõi video của Thanh Hà chia sẻ từ đầu như thế nào nhé. Nhớ nhấn chuông theo dõi video tiếp theo của Thanh Hà và chờ đón coi nhiều video mới tiếp theo của Thanh Hà tiếp. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Cảm ơn. Hi, hello cả nhà ơi. Đấy, cái gọi là tôm chiên xù hay là tôm tẩm bột chiên với cái bột chiên xù này chia sẻ đấy, các bạn nhìn thấy có ngon và hấp dẫn không ạ? Thế bây giờ Thanh Hà muốn chia sẻ này với các bạn là từ đầu về Thanh Hà làm như thế nào, và cái món này là thì mình cũng hay làm để ăn, làm để bán, thì chia sẻ này với cả nhà coi để mỗi gia đình chúng ta có thể làm ăn tại nhà được nhá. Ở đây hôm nay là Thanh Hà chia sẻ với các bạn là chỗ này nó là 1 ký tôm có đầu có vỏ. Thường như hay mình cái dùng cái tôm phải tồn tôm này thì nó mới giữ lại cái đuôi của nó, thì chiên lên cái tôm nó mới hấp dẫn, và cái tôm này thường nó tươi hơn, cái con cái thịt tôm nó cứng, nó rắn, nó chuẩn hơn. Thì chỗ này là 1 ký tôm đóng đá thì là nó còn lại là 750 g tôm đã xả đá nhé. Thì đi với nó là mình ở đây vào cái khoảng 200 g bột. Đấy, để bột này mình sẽ đánh thành cái sốt để mình nhúng, còn lại mà với khoảng 100 khoảng thôi nhé, cũng không nhiều ít, cũng không phải là vấn đề. Khoảng 100 g bột nữa thì mình để ở bên ngoài. Thế đi với nó là vào khoảng 300 đến 300 ml nước lạnh, một thìa cà phê bột lở hefe, với lại một lửa thìa cà phê muối, đi với 2 quả trứng và một cái tô để đánh. Và đây là cái quan trọng nhất là bên ngoài của nó là cái bột panko này cả nhà này, panko men nhé. Cái bột này thì là bột chuẩn, mình gần như là bột là chuẩn nhất trong tất cả các cửa hàng châu Á đều bán, và cái này mình biết ở Việt Nam bán cũng rất nhiều. Thế bây giờ để chuẩn bị cái nước, trước khi đi làm thì ta sẽ pha cái bột trước, xong để cái bột nó nghỉ khoảng 15 phút, thì trong cái thời gian chờ cái bột cho nó yên một chút để cái bột nó có bột lở trong đấy, thì là mình đi sẽ bóc cái tôm cả nhà nhé. Ok thế ạ. Rồi cái bột này là mình đổ vào trong cái tô lớn hơn một chút thế này, thì các bạn sẽ cho cái bột lở nó vào đây, trộn đều hết đi, một ít muối. Các bạn có thể cho vào trong này một chút hạt tiêu cũng được nhá. Mình sẽ cho trong này một tí hạt tiêu nữa, với 2 quả trứng, thì các bạn đập hẳn 2 quả trứng vào trong này cho mình nhá. Và đây là số nước. Các bạn sẽ đánh từ từ lên. Các bạn đánh sẽ đánh từ từ lên làm sao cho nó thật nhuyễn nhá. Để nào cứ đổ nước thêm vào. Với cái tiêu chí của cái bột này nó sẽ lỏng hơn, chứ nó không đặc như cái bột mà chiên chuối hay là chiên. Sau khi cái bột mình đánh nó nhuyễn hết như thế này rồi thì các bạn sẽ để cái bột nó nghỉ ở đây khoảng 15 phút, 20 phút, tất cả đều nó không vấn đề gì. Cái bột này càng để lâu càng tốt nhá. Cả tiếng cũng không sao. Thế bây giờ là để cái bột nó hơi lỏng lỏng một chút như thế này. Bây giờ tạm thời ta để cái bột này nghỉ ở đây, nó vào tầm khoảng gần 300 ml nước với cả nhà nhé. Khoảng đấy. Để các bạn cứ nhìn này. Nó như thế này là ok này. Nhá, nếu nó cảm thấy khô hơn thì các bạn cho thêm tí nước vào, mà nó bị loãng quá thì các bạn lại cho thêm kẹo bột vào, làm sao cho nó vừa với mẹ cái gì nhá.
Ok, thế bây giờ là trong cái lúc để thời gian bột nó nghỉ này thì mình sẽ đi làm tôm nhé. Dạ. Bây giờ cái tôm này là mình đã rửa sạch rồi ấy cả nhà. Thì bây giờ các bạn sẽ bóc ra như thế này. Đơn giản thế thôi, thì là cứ bỏ cái đầu đi, hoặc cái đầu các bạn có thể là nấu cho vào nấu làm canh cũng đều là ok nhé. Giờ các bạn cứ bóc đến phần này đi, xong bắt đầu giữ lại cái đuôi nhé. Mình sẽ giữ lại cái đuôi. Rồi là Thanh Hà sẽ để nó nằm lên đây đã. Mình chỉ bóc sơ vài con này các bạn thấy rồi. Khi mà bóc xong mà thấy cái đầu này nó bị cái gạch nó ra ấy mà nhiều thì tốt nhất là các bạn, bởi vì ăn cũng không ấy được, nếu mà làm những cái con tôm muốn cho nó chẳng nữa thì các bạn rửa qua lại lần nữa nhé. Các bạn rửa qua lại lần nữa thì cho nó sạch cái này ấy đi. Đấy, cứ lấy như thế này. Và trong cái tôm này các bạn nhìn, nếu mà cái tôm mà nó có cái ấy ở đằng sau lưng này thì các bạn sẽ rạch ra, các bạn lấy này nhá. Đấy, các bạn lấy nó ra này. Đấy, chỉ cần rạch một tí thôi nhá. Các bạn chỉ cần rạch một tí này các bạn lấy ra, xong còn tí là mình khía lại, khía ở phần bụng chứ không khía phần lưng nhá. Đấy, các bạn chỉ cần rạch ra một tí này là các bạn thấy nó có cái sợi chỉ ở lưng này, các bạn lấy ra. Nhưng mà thực tế lắm khi nắm con nó cũng không có đâu. Đấy nhá, đây này. Nếu mà có thì các bạn sẽ lấy ra nhá. Thế ok. Các bạn cứ vài cái như thế này. Xong rồi sạch cái lưng ra, lấy cái tí cái sợi chỉ đen ở lưng của nó đấy. Chỉ cần khía một chút xíu thôi. Thế còn này đấy, các bạn sẽ giữ lại cái phần đuôi này, làm sao cầm túm đấy cái này. Khi mình giữ lại nhá. Đấy, thấy không? Nắm con nó không có đâu, hoặc là có một chút xíu thôi nhá. Thì là các bạn cứ khía qua một tí thì các bạn lấy ra. Ok, thế Thanh Hà làm tiếp nhá. Đây này cả nhà ơi, nhìn này. Đấy, cái tôm mà Thanh Hà đã bóc vỏ ra xong này. Xong mình cũng có rửa đi, bởi vì trên cái đầu này nó rất nhiều những cái gạch của cái cua hay là cái trứng nó ra cái đầu này, thì mình nên rửa đi nó sạch. Và nếu được là các bạn nên thấm cái giấy khô đi một chút. Thì bây giờ nó là như thế này cả nhà nhé. Thế bây giờ là đấy, cũng là chỉ với các bạn là từ đầu là như thế, thì là mình một là xỉa lưng, hai là đây này. Thì cái sợi chỉ nó nằm ở trong này thì các bạn sẽ lấy ra thôi nhá. Các bạn thích thì các bạn lấy ra, mà không lấy nó thật thì cũng thì là tùy thôi nhá. Đấy, thì lấy ra một chút xíu này. Thế bây giờ là mình khía nhẹ một chút cái này, xong các bạn làm mà lấy cho con tôm nó thẳng ra mà cả nhà nhá. Xong các bạn lại làm tiếp với ở xung quanh này nữa. Mình chỉ làm sơ vài con để các bạn thấy thôi, muốn làm sao cho con tôm nó thẳng ra một chút, thì đồng thời nó các bạn lại dùng cái dao các bạn đập nhẹ này ra nữa nhá. Thế thì con tôm nó mới dài được cả nhà. Thế không ạ? Thế bây giờ mình Thanh Hà để ở đây. Tí nó ra con tôm nó sẽ dài lắm nhá. Đây này. Đấy. Thế không ạ? Thì mình chỉ lấy cái thế không ạ? Lấy đen này ra. Xong giờ các bạn khía này. Xong này khía ngang này tí nữa. Xong các bạn đập nhẹ chút này ra nữa thì con tôm nó sẽ dài hơn ra là rất là nhiều. Chứ nếu mà các bạn không ấy như thế thì con tôm nó co lại có chút xíu à. Thế không ạ? Ok, thế thế nhá. Cứ làm như thế thôi. Thế. Đấy là phải như thế này thì khi ra nhúng ra con tôm nó mới to được này. Nhưng phải như vậy, trông thì nó hơi trông xấu đi, thế nhưng mà về nguyên tắc là nó phải làm như vậy. Khi đây cả nhà ơi, thứ nhất là cái bột mình để sau một lúc thì bây giờ nó rất là ok đây. Ngoài ra là cái tôm Thanh Hà đã làm hoàn thành là nó như thế này rồi nhá.
đấy thì chia sẻ các bạn vài con để tượng trưng để biết thôi. Ngoài ra một số khoảng 100 hơn 100 200 gì đấy là bột đường khô là mình đã để đây. Bên này cái bột panko đây cả nhà. Thì Thanh Hà cho ra cái đĩa này nhá. Các bạn cho ra đĩa này. Nếu cái này còn dư các bạn có thể cất đi, hoặc là các bạn cứ làm thì là cũng không ấy, nhưng mà đổ vừa vừa thôi thì nó có dư ra thì nó cũng không mấy. Thế giờ là con tôm đây, Thanh Hà đang chia sẻ với các bạn là mình làm ra đây. Khi mà mình mọi thứ mình đập như vậy rồi thì các bạn sẽ cho một chút bột đây nhá, rũ đi. Rũ đi. Xong rồi để đưa vào bên này, rất là đơn nhẹ nhàng thôi nhá. Khi bắt đầu chuyển tiếp sang bên này thì các bạn gạt cái chân lên xuống một cái. Đây. Cái này da con tôm nó rất là dài và cái đuôi này lúc nào mình cũng túm lấy nó nhá, chốc mình chiên xong rồi cái đuôi này nó chặt ra nhá. Các bạn. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Khi mà mình muốn cho nó tròn cái con tôm lại một chút thì mình thế này thôi, nhìn này. Đẹp không? Thế Thanh Hà sẽ xếp sang bên này nhá. Bình thường là Thanh Hà cứ hay làm như thế này, xong rồi để vào trong cái tủ đá ấy cả nhà, chứ không cần phải làm ngay đâu. Các bạn có thể để trong tủ đá thì lúc nào mà ăn thì các bạn chiên. Nhưng bây giờ tí là mình sẽ chiên để các bạn thử. Đây này, chỉ nhúng qua cái bột này một chút thôi, nên để cho nó bám cái bột ướt lên này nhá. Nhìn đúng không ạ? Đấy, mình sẽ nhúng tiếp sang đây. Nhớ bột là phải lỏng chảy như thế này nhá, đừng có đặc quá nhá. Đặc quá tất nhiên là ăn thì là nó sẽ là không được như ý đâu nhá. Ăn thì nó sẽ cảm thấy nhiều bột hơn. Đấy. Đấy không ạ? Đây. Đấy các bạn nhớ như này, đặt ra con tôm đây. Sẽ rất là đẹp dài. Mình làm cũng là tượng trưng vài con tôm để các bạn coi thôi nhá. Cứ đấy lăn qua cái bột khô này một chút. Thế bắt đầu là mình nhúng vào cái bột này thì nó để có cái gọi là độ bám của cái bột vào mà. Và trong cái bột này tại sao nhiều khi phải có trứng đó là vậy, nó là dẫn đến cái độ gọi là tất nhiên là vừa là ngon, vừa là có cái độ kết dính nhá. Đấy. Đấy các bạn. Thế là như này là các bạn nhấc sang nhẹ nhàng đây thôi. Chốc phần này cầm cái đuôi đó mình thả vào mình chiên. Đẹp không? Đấy. Cứ nhẹ nhàng thế thôi nhá. Khi sang bên này thì cái bát, miệng bát này thì mình gạt cái bột nó ra một cái. Thế là nó không có bị dây cái bột sang bên này quá nhiều. Nếu mình thích cho nó ấy này chút nữa thì mình dùng tay hơi nhẹ chút thôi, chứ không cần phải, nói chung là không cần phải quá nhiều đấy, thấy không ạ? Bám này, thích không? Ok, Thanh Hà chia sẻ thế nhá. Xong bắt đầu mình làm tiếp rồi mình chia sẻ các bạn về phần chiên tiếp còn lại nhá. Ok, thế đi. Đây cả nhà ơi, trước hết là Thanh Hà muốn chia sẻ sơ đó, mình đã đấy được tạm trước hết là được 10 con như thế này. Bây giờ Thanh Hà chia sẻ chiên này cho các bạn cùng coi nhé. Bây giờ là bếp mình là dầu mình đã bật sẵn lên rồi, thì các bạn cái chiên cái này đừng có ít dầu quá, nhưng mà cái dầu chiên xong này các bạn chỉ cần lọc ra thì các bạn xài thoải mái, vẫn không bỏ đi dầu đi đâu, vì cái dầu nó còn trong nguyên đấy cả nhà. Nhưng mà nếu mà ít dầu quá thì nó sát xuống dưới cái chảo ấy mà, thì nó sẽ là đôi khi nó bị chạm thì nó bị bén nhé. Cái này nó phải hơi lổi nó một chút thì gì chuẩn hơn nhá. Thì bây giờ mình cứ cho cái dầu này vào, còn khi cái dầu có để nguội nó các bạn lọc lại, đổ vào chai là vẫn sử dụng lại bình thường. Đấy, các bạn có thể làm nhiều một lúc nhá. Giờ Thanh Hà đang đấy để dầu nóng như thế này. Thế đã. Bây giờ là mình thấy dầu nó nóng lên rồi như thế này thì các bạn cho nhỏ lửa đi. Khi mà thử cái dầu nó đấy, nó sôi nóng như thế này các bạn cho nhỏ lửa đi. Và đồng thời là bây giờ thì cái tôm này cả nhà nhé. Các bạn thả vào đây cho mình. Nhớ nhỏ lửa nhá.
nhớ nhỏ nữa nhận ngon không? Mình muốn mách các bạn này như này, các bạn có thể làm nhiều lên, mỗi lần làm có thể làm một cân tôm luôn đi. Còn ăn bao nhiêu các bạn chiên bấy nhiêu, còn các bạn để phẳng như thế này xong các bạn cho vào trong tủ đá. Khi nó cứng rồi thì các bạn lại cho ra một cái hộp. Mình có thể cất ở trong tủ đá nhé. Các bạn cho vào cái hộp đấy xong rồi là khi mà muốn ăn ấy, thì theo như mình làm mình bán này này. Khi mà muốn ăn thì các bạn đơn giản là cứ cho thẳng vào chảo dầu này các bạn chiên luôn, không cần phải tan đá đâu. Nhá, cứ thế là lấy ra chiên thôi. Thế mình cứ lấy trong tủ đá là mình cứ chiên luôn chứ không cần phải bỏ chờ tan đá, không cần. Thì thực sự là nó sẽ chín ngay thôi nhá. Các bạn làm như thế cho mình thì là rất là dễ, chứ không cần phải là gì đâu nhá. Ngon không? Đấy, mình chiên cái chảo dầu nó hơi mới lớn lên một chút như thế này thì con tôm nó nổi lên thế nó rất là đẹp ở nhà, thấy không? Đấy, đẹp không? Đấy, xong rồi là mình đấy các bạn làm có thể đấy mình bảo là xếp một cái tay cái đĩa cho nó phẳng con tôm nhé. Nó phẳng xong bắt đầu là mình cứ nó khi nó đóng đá lại rồi tái thì mình cất nó đi. Thì xếp một cái hộp mình cất nó đi, những khi mà có trẻ nhỏ này chiên cho các cháu ăn chẳng hạn ấy, thì các bạn cứ lấy ra là chảo dầu này là các bạn chiên luôn, thả thẳng vào chảo dầu nhá, không cần phải chờ tan đá đâu, đừng có để tan đá nhé, mà cứ cầm thì thả vào luôn. Đến giờ là khi dầu nấy thì mình thả đi nhá. Đấy thì bạn dầu lại lớn dần lên. Ngon đẹp không? Này nó chiên một tí là được thôi, bởi nó không có một tí lớp mỏng này, nó chiên xong gần như không có bột đâu. Mà lấy bột ướt thì chỉ đúng quá một tí thôi chứ không sợ đâu nhá. Xong rồi các bạn mình cho lửa lớn dần lên là được rồi, là nó vàng đều là hai mặt là các bạn thể vớt ra được rồi nhé. Như bạn này là được rồi đây này cả nhà, bạn này là được rồi này, thì mình coi là chuẩn bị một cái rổ, xong rồi là cho lót giấy ở dưới nhé. Thì các bạn sẽ xếp ra cái rổ này. Đấy, cái nào được thì mình xếp vào đây thì cho nó róc dầu rồi nhá. Đấy, các bạn làm một lần thì mình mấy các bạn làm một lần các bạn có thể làm nhiều lên. Cứ làm ở vài con thì là không ấy, ít là các bạn cũng làm một lần một cân tôm cho mình, một cân tôm này là cái loại này nếu không nhầm là 26-30 à. Thì các bạn đây là làm ra nó có gần 40 con đấy. Nhá, được rất là nhiều. Đấy, lở đẹp chưa? Đấy, lở đẹp chưa? Cái này là ăn này. Đến lúc mà lấy xong tủ đá ra thì các bạn cứ bỏ thẳng vào chảo dầu là chiên ngay, nhớ là đừng để tan đá nhé, không cần. Đấy, như cái này là chuẩn rồi, ăn được rồi này. Đấy, thì mình vớt ra cái rổ nó báo. Bây giờ thả vào thì mình đừng có cho nhỏ lớn lửa quá cái nó xém cháy bên ngoài ngay, mà bên trong có thể nó chưa chín là con tôm nhé. Để mình cho lửa nhỏ xuống, mình chiên với một tí mà cảm thấy đấy như này là nó được rồi. Cái này là được rồi thì nào bắt đầu mình vớt ra thì là gần được cái cảm thấy được thì là mình cho lớn lửa dầu lên một chút thì là con tôm nó giòn và nó róc được mỡ nhé. Đấy, đẹp không? Như này là các bạn vớt ra nhé. Đấy. Giờ mình chiên xong là vớt nó ra đây này cả nhà này, cho nó ráo dầu ấy mà.
Còn lại cái dầu này thì các bạn sẽ lọc ra cái để nó nguội, xong rồi bạn lọc ra thì là đổ vào chai lại, hoặc là nó lại đổ vào bình, nghĩa là vẫn sử dụng bình thường nhé, chứ không không ảnh hưởng gì cái dầu đâu. Ok. Ơi cả nhà ơi, đấy coi như là tôm bọc bột hay là tôm chiên xù đấy, cả với thời gian thành quả nói rằng là thật nhanh thì cũng không phải là thật nhanh, nhưng mà thực sự nó là một cái món mình có thể là ăn rất là lai dai cả nhà. Và có thể bạn có thể, mình muốn nói là các bạn có thể làm nhiều, các bạn cất vào tủ đá. Một lần nữa mình chia sẻ là như vậy, chứ không phải là làm một lúc chỉ có vài con tôm như thế này. Bây giờ là mình chiên thử chỉ cả 10 con tôm thì các bạn cùng coi nhé. Đấy các bạn nhìn thấy thành quả làm trong một thời gian rất là đấy, ok không ạ? Rất là ngon. Và ở đây là Thanh Hà thường là ăn và bán ở tiệm thì cũng là bằng cái chicken roger đấy cả nhà, ở trong cái chai tương ớt ấy. Nhưng mà đây là tương ớt mà Thanh Hà tự làm, chứ cũng nhà cũng không mua mấy cái nọ nọ đấy đâu, thì tự làm nhá. Thấy có ngon không cả nhà? Nhìn thấy cái hấp dẫn không? Đấy, hãy làm thử nhé cả nhà. Ok, một lần nữa là cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay đăng ký like và nhớ nhấn chuông theo dõi video tiếp theo Thanh Hà chia sẻ về đồ ăn nha. Món này là đặc biệt lắm đấy, món này là bán ở tiệm đấy cả nhà. Mình bán là 3 con tôm như thế này là đi 4 đồng rưỡi. Ừ, cả nhà thấy ngon không ạ? Ok, thế nhá. Có đồng 1 đồng rưỡi con tôm như thế này thì rẻ không? Và 1 ký tôm mình làm hôm nay là nó được là đi 30 gần 40 con cả nhà, 37 38 con gì đấy. Thế nên các bạn có thể làm cả thì là để ăn dần nhé, và nhớ là bỏ tủ đá đều được cả nhé. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa. Cảm ơn. Cảm ơn.